Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Nếu quý vị bị nám, mụn, nhăn da, sạm da, hay gọi ngay cho MD7 855-234-2333, MD7 7 ngày kỳ diệu. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 3 của chương trình. Và thưa quý vị, cảnh sát ở tại Brooklyn, New York cho biết là vào ngày hôm qua họ đã vừa mới bắt được một nữ nghi phạm sau khi mà cô này dùng súng bắn chết người bạn gái cũ của mình, mà toàn bộ cái quá trình này đã bị camera quay lại cho thấy cái mức độ tàn bạo của cái người phụ nữ này. Thì tay súng được xác nhận danh tính là Latisha Bell, thưa quý vị, như hình ảnh quý vị thấy đó. Và đây là cái đoạn video do một cái cửa tiệm họ quay được. Thì cái người mà bị che mặt đang đi đó là nạn nhân, là bà Nichelle Thomas, 51 tuổi, chuẩn bị mở cửa bước vào trong cái quán ăn đó. Thì như quý vị thấy là Latisha Bell chạy từ phía sau tới và đã giơ cái súng lên và bắn thẳng vào đầu của nạn nhân ngay từ sau óc. Thì ông chủ quán, cái quán ăn đó tên là Mohammed Ali, cho biết là ông nghe cái tiếng súng nổ, thì khi mà ông chạy ra đó là ông thấy nạn nhân nằm dưới đất, mặt ngửa lên trời, và ở gần phía trán đó là có một cái lỗ thủng do đạn bắn và máu cứ tiếp tục trào ra. Thì ông nói là từ khi mà mở cái quán ăn này 12 năm nay, chưa bao giờ mà ông chứng kiến một cái vụ án mà nó tàn nhẫn như vậy. Thì sau khi bắn người đó, là Latisha Bell đã bỏ chạy, nhưng mà có thể là không có thoát được, cho nên là khoảng chừng 5 tiếng sau, cô ta đã tự đi đến sở cảnh sát của Brooklyn và đầu thú. Thì phía cảnh sát bây giờ họ nói là hai người này từng có mối quan hệ tình cảm, nhưng mà không hiểu là lý do vì sao mà chia tay. Thì có thể nạn nhân đã chia tay với Latisha Bell và bị cô này cổ ghen tức và đã bắn chết nạn nhân. Trong khi đó, ở tại Mexico ngày hôm nay bước sang một cái lĩnh vực mới liên quan đến máy bay không người lái. Nghe cái chữ máy bay không người lái nghe ghê gớm mà, thưa quý vị, nó tức là chỉ những cái drone nó thế thôi, nhỏ nhỏ thế này chúng ta có thể mua từ giá 50 cho tới 1.000, 5.000 đô la. Thì tại sao lại liên quan đến máy bay không người lái? Chính quyền Mexico trong nỗ lực chống lại bọn buôn bán ma túy hiện nay đang đương đầu với cái tình trạng bọn buôn bán ma túy sử dụng máy bay không người lái thả bom nhắm vào cảnh sát. Đây là một nhóm mang tên Jalisco New Generation. Sau khi tên El Chapo bị bắt giữ, thì cái nhóm New Generation này, thế hệ mới của cái tỉnh Jalisco ở Mexico, trở thành băng đảng khét tiếng trên thế giới, thay thế El Chapo ngày hôm nay. Và mới đây, lực lượng cảnh sát Mexico được điều động tới một cái ngôi làng, và họ cần đi vào làng này để truy lùng và bắt đầu thực hiện những cái vụ điều tra nhắm vào băng đảng ma túy. Thế thì cảnh sát trong lúc mà đi vào ở cái phía con đường bên ngoài set up, chuẩn bị đường để mà cho xe tiến vào, thì ở trên đầu họ nghe tiếng máy bay không người lái bay, và tự nhiên thấy trên chiếc máy bay không người lái đó thả xuống một cái vật, vừa thả xuống cái vật đó nổ. Cũng may mắn là không phải nổ ngay trên đầu của hai người cảnh sát này, nổ gần đó thôi. Nhưng mà bọn này cho thấy rằng là bọn chúng không phải ở xa lắm, bởi vì cái đoạn đường mà cảnh sát bắt đầu thiết lập cái trạm kiểm soát là chỉ có khoảng chừng nửa cây số hay một cây số, và bọn chúng sử dụng máy bay không người lái để thả bom. Thì ngày hôm nay tin tức này đưa ra để cho thấy chính quyền Mexico đang đương đầu với rõ ràng New Generation, thế hệ mới, và không những súng đạn, súng ống ghê gớm nữa, mà bọn chúng còn có chế tạo cả bom. Cuộc điều tra hiện nay đang tìm hiểu đây là bom tự chế và phương cách chế bom của chúng như thế nào, có bao nhiêu quả bom đang được chế. Và
tin tức cũng chưa cho biết được là có đang chấn áp được và có tiến vào trong cái ngôi làng ở Jalisco này được hay không nữa. Dạ vâng, thưa quý vị. Trong vài năm qua đó thì chúng ta đã nghe về cái vụ là cái công ty sản xuất cái airbag ở trong xe Tanaka phải thu hồi lại hàng chục triệu những cái airbag để mà sửa cho khách hàng vân vân, rồi tưởng là cái chuyện này nó đã qua đi, nhưng mà không, mới vào ngày 9 tây tháng giêng thưa quý vị lại có thêm một cái vụ đụng xe, và lần này lại có thêm người chết, và đây là cái vụ chết mới nhất liên quan đến những cái xe mà đã có gắn cái Tanaka airbag, nhưng mà có thể là cái người chủ xe này chưa kịp đem xe đi sửa và bây giờ đã bị mất mạng. Thì phía cơ quan NTSA của Hoa Kỳ cho biết là cái vụ đụng xe xảy ra ở tại thành phố Charlotte của tiểu bang North Carolina. Người lái xe lái một cái chiếc Honda Accord đời 2002 và khi mà bị đụng đó thì cái airbag nó bung ra thôi quý vị, nhưng mà nó bung ra và nó bắn những cái mảnh kim loại vào khắp thân thể của cái người đàn ông này, khiến cho ông bị tử thương. Thì bây giờ đó cái chết của ông này là cái chết thứ 19 ở tại Hoa Kỳ liên quan đến những cái airbag của công ty Tanaka, và là cái chết thứ 28 ở trên thế giới. NTSA họ nói là Tanaka đó, họ khi mà cái công nghệ mà airbag mà bung ra khi mà xe gặp tai nạn đó thưa quý vị, thì họ có sử dụng một cái loại chất hóa học nó gọi là ammonium nitrate, nhưng mà cái công ty này họ không có lường trước được là cái chất hóa học này đó nó lại quá mạnh, cho nên là khi mà nó bắn ra đó thì nó kèm theo nó làm bể hết những cái parts nào ở trong cái bên trong airbag, là có đồ nhựa, đồ sắt vân vân, thì những cái mảnh vỡ này đó nó ghim vào trong người của người lái xe, cho nên nó gây ra những cái chết như vậy. Thì đến bây giờ đó, từ năm 2014 cho đến nay rồi, mà NTSA cho biết là đến tận năm ngoái vẫn còn hơn 11 triệu cái airbag ở trong những cái xe chưa có được thay xong, nghĩa là bởi vì quá nhiều. Tại vì có tổng cộng đó 63 triệu cái airbag ở Hoa Kỳ này sử dụng Tanaka phải sửa, và là 100 triệu ở trên thế giới, ở trên toàn thế giới, và đây là một cái vụ mà thu hồi airbag lớn nhất lịch sử cái ngành sản xuất xe hơi. Và đa số những cái chết mà liên quan đến cái Tanaka airbag này là ở Hoa Kỳ này thưa quý vị. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị, đưa quý vị lên cho hỏa tinh. Công ty NASA vừa tuyên bố họ đã thử nghiệm thành công chế tạo dưỡng khí ở trên bề mặt của sao Hỏa. Con người sống được là nhờ dưỡng khí, thế nhưng cây sống được là nhờ thán khí. Thán khí là CO2, một phân tử carbon, thì gặp phải hai phân tử của oxygen chạm nhau lại, chúng đóng thành một cái khối. Mà nếu chúng ta hít vào đó, thì chúng ta hít vào thán khí là chúng ta chết. Trên bề mặt hỏa tinh hiện nay có đến 98% là thán khí. Điều đó có nghĩa là trên bề mặt này có dưỡng khí, nhưng mà bởi vì cái phân tử dưỡng khí nó dính với cái phân tử carbon rồi, thán khí rồi, cho nên chúng ta phải tách nó ra được. Quý vị có thể tưởng tượng là NASA đã thành công đưa cả một cái phi thuyền lên trên bề mặt sao Hỏa rồi. Mới ngày hôm nay họ cho biết là đưa phi thuyền lên rồi đó. Trên phi thuyền có một chiếc máy làm dưỡng khí. Tức là cái chiếc máy này sẽ hút cái thán khí, sau đó đưa vào máy lọc ra, đẩy cái carbon phân tử sang một bên, chỉ lấy cái hai phân tử oxygen mà thôi, giữ lại hai phân tử đó, đưa vào trong một cái bịch để mà đựng cái dưỡng khí này. NASA họ cho biết đây chỉ là thử nghiệm, nhưng họ thành công. Bởi vì họ nói nếu mà đưa người lên trên bề mặt sao Hỏa, chúng ta đầu tiên là phải có dưỡng khí. Nếu có dưỡng khí rồi và chúng ta có thêm cái hydrogen nữa, HO2, một phân tử hydrogen cộng với hai phân tử oxygen, chúng ta sẽ có nước. Vừa có dưỡng khí để thở, vừa có nước để uống. Thế thì cái thử nghiệm đầu tiên để chúng ta thấy cái quan trọng như thế nào. NASA cho biết đó, trong cái đợt thử nghiệm mới nhất thành công đó, họ lấy được 5 gram oxygen. Một người phi hành gia
với 5 gram oxygen có thể sống được 10 phút. Thế thì trong tương lai khi họ đưa lên những cái trạm nghiên cứu lớn thì họ có thể chế ra những cái bình dưỡng khí hàng loạt. Chưa hết, những cái bình dưỡng khí này rất quan trọng để chế tạo thành chất đốt. Nếu trường hợp cần bay hoặc là di chuyển thật xa, oxygen không thôi bởi vì thừa mứa. Dưỡng khí thì thừa mứa nhưng mà bởi vì chúng ta phải lọc ra để lấy, chứ không phải là có sẵn. Nhưng mà nếu mà lọc ra để lấy được rồi thì điều đó có nghĩa là sẽ giúp cho cái việc mà nghiên cứu nó thành công hơn, thưa quý vị. Và chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo, tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý trong ngày.